Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về hai cây, một cây giấy hai màu với một cây bình bát trái nha anh chị. Rất là quái luôn, cây này sống khỏe luôn ha. Còn cây giấy này giấy hai màu nha anh chị, là mới bứng về luôn ha, mới bứng về. Cây này là nằm trước cổng, do đó anh chị nào mà nhà có cổng nhà mình để cổng ngang rất là đẹp, giống như cái cổng của em nè anh chị, rất là đẹp ha. Đó. Rồi, tiến hành đâu hoành giùm em coi. Cây ừ đâu hoành. Hoành chỗ này là nó tới 64 hoành nha anh chị. 64 hoành. Cây rất là khủng ha. 64 hoành. Chiều cao tầm sát đất luôn đi, để sát đất luôn. Sát đất lên đó chừng tầm 2 m anh chị ơi, 2 m ngoài trên 2 m ha. Đó, từ dưới đây mà lên tới cái cạnh bay nó khoảng 2 m ngoài nha anh chị. Đó, đây là giấy hai màu, màu trắng và màu hồng nha anh chị, hồng sắc pháo. Đây em sẽ quay sơ lại cái cây cho anh chị xem. Đó, bên đây là nó không có bể bọng gì trơn nha anh chị. Nó chỉ có một cái là nó có cái lỗ chỗ này. Đó, lỗ này nè. Nó không biết nó tới đâu luôn anh chị ơi. Ha, nó có một cái lỗ nhỏ này khoảng gì cỡ hai ngón tay ạ. À. Đó, anh chị tiến về xử lý lại giùm em ha. Còn đây là mặt sống bình thường nha anh chị ha, xanh bình thường. Chỉ có sẹo nhỏ chỗ này. Đó, cái đinh người ta đóng là làm gì không biết nữa. Ha, còn củ đế dưới này là ok hết ha anh chị. Cây rất là đẹp. Là không có lũa bên ngoài này, không có lũa miếng gì ha. Chỉ có chỗ chỗ này là hơi dở chỗ này chút thôi. Đó. Cây giấy sát pháo hai màu, màu trắng và màu hồng. Cây giấy này giao lưu với anh chị là rồi để cho anh chị 7 triệu ha. Bao ship toàn quốc nha anh chị. Đó, giấy hai màu nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là cái cây bình bát nha anh chị. Đó. Quá trời củ đế này giống như cái đuôi con ấy luôn ha. Cây này là bứng để lâu rồi, sống khỏe hết trơn, kéo sẹo nè anh chị xem nè ha. Cây này cái trái rất là đẹp nha anh chị. Em sẽ để cái trái cho anh chị xem. Cây này một số anh chị chơi bonsai cực kỳ đẹp ha. Cây này giống như con thú. Rồi, tiếng nuôi hoành giùm em cái. Cây này là 46 hoành. Nguyên cái củ nó bự lắm. Nguyên củ dưới này là tới 75 thôi. Chiều cao nha. Cái này giống như con giống căng cu gu quá anh chị ơi. Chiều dài tới dưới là 1 m. À, cây này cây lê bình bát nha anh chị. Đó, cây này để rẻ cho anh chị là 950 rồi. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cây đế lực rất là lực luôn nè. Đó, chị xem đây ha. Đế rất là lực. Lực cây. Cây sống khỏe hết rồi. Rồi 950 em bao ship ha. Nay được về hai cây mới nha anh chị. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em về được một lô kéo tỉa cành cán gỗ. Ha, hàng này hàng bãi nha anh chị, hàng bãi. Rất là bén ha. Với kéo cắt cành. À, giá rẻ luôn nha anh chị. Này em test thử cho anh chị xem luôn ha. Đây là cây mai ha. Cây đầu tiên là em test cái cây là kéo tỉa. Này là hàng cán gỗ. Hàng rất là bén nha anh chị. Đây cái giấy, tờ giấy này anh chị xem nè ha. Em cắt cho anh chị xem. Đó. Rất là mức gượt luôn ha. Đó. Kéo tỉa này em bao hàng bén nha anh chị. Anh về anh chị cứ mở ra xem. Không bén cứ trả lại cho em ha. Hàng kéo tỉa nha anh chị. Cái này là kéo tỉa. Đó, so rất là đẹp luôn. Này em pha dầu nhớt lại hết rồi. Đó, này hàng bãi nha anh chị. Đó. Cái cây này, kéo tỉa này thì em để giá cho anh chị là 180.000. Đó, em bao ship ha. 180.000 em bao ship. Anh chị xem nè ha. Đó. Em bao bán luôn nha anh chị. Anh chị cứ xem ha. Anh chị cứ mở ra xem, nếu mà thử, nếu mà không bán thì cứ hoàn trả lại cho em ha. 180.000 cây thôi anh chị ơi. Em còn mớ cây thôi. Đó. Rồi. Xong mà tới hàng đây là kéo tỉa nha anh chị. Này hàng của không thấy nó để luôn. Này em chỉ biết là hàng bãi thôi. Hàng rất là bán.
trên chữ đây là hàng của Taiwan nè. Đó, rất là bén luôn nha anh chị, bao hàng bén luôn. Đây kéo tỉa ha anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Rồi tiếp theo là hàng kéo cắt. Đây, kéo cắt nó có hai loại. Một loại màu đen và một loại màu loại cán đen và loại cán đỏ. Đó, anh chị thích loại cán nào thì ấy ha. Đây em tháo thử một cây cho anh chị xem luôn ha. Cắt thử cho anh chị xem luôn. Đó đây nè, thì nó có một cái lò xo dự phòng cho mình. Khi nào mà nó đứt gãy hay lò xo hay là mắc á, mình thay lò xo này ha. Hàng mới đàng hoàng luôn nha, này hàng mới nha anh chị. Đây. Đó, chị thấy kéo nè, rất là đẹp luôn ha. Đây nó để chữ Sapang SK5 V7 ha. Đây test thử cho anh chị xem luôn ha. Đây cây mai em ha. Nè. Đó, rất là ngọt luôn. Đó, anh chị xem ha. Ngọt liệm luôn nha anh chị. Nè, bằng tay út luôn ha. Đó, rất là ngọt luôn đó. Đây, cắt cho cái này cho anh chị xem đây. Đó, nè. Ha, cắt cho anh chị xem nè. Rất là bén luôn nha anh chị. Đó. Bao hàng cho anh chị luôn, anh chị cứ mở ra xem. Đó, được cắt thử cái cây, không bán khỏi trả tiền. Cái cây này thì em để cho anh chị là 120.000 một cây nha anh chị. Ha. Kéo cắt. Anh chị mà muốn màu đen thì lấy màu đen, muốn màu đỏ thì lấy màu đỏ. Đó, hai cây cùng loại thôi anh chị ơi. Rất là bán, em bao hàng bán luôn anh chị xem luôn ha. Đó, cắt rất là nhẹ nhàng, cắt là mướt nè. Đó. Đó. Rất là bén nha anh chị. Anh chị cứ mở ra cắt thử ha. Đó, không bén là không cần trả hàng tiền lại cho em ha. Cây này thì chỉ 120.000 một cây thôi, em bao ship cho mình luôn ha. Nay em về được hai loại này. Một là kéo tỉa. 180.000. Này một kéo cắt 120.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã xem. Nào anh chị ủng hộ cứ thình liên hệ với em ha, em ship tặng nhà cho mình luôn nha anh chị.